Trong gói thành lập công ty của Dohiko có những gì? Khi bạn đang sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Dohiko thì bạn sẽ nhận được 13 dịch vụ như sau. Thứ nhất là bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh của công ty. Thứ hai là con dấu của công ty. Thứ ba là chữ ký số. Thứ tư, một bảng hiệu Mica có kích thước 25x25. Thứ năm là hồ sơ khai thuế ban đầu. Thứ sáu là con dấu chức danh của giám đốc. Thứ bảy, hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng. Thứ tám, đăng ký tài khoản ngân hàng trên thuế điện tử. Thứ chín, đăng ký tài khoản khai thuế điện tử. Thứ mười, nộp tờ khai thuế môn bài. 11, miễn phí báo cáo thuế. 12, miễn phí báo cáo tài chính năm 2023. 13, miễn phí 100 số hóa đơn điện tử, không giới hạn về số năm sử dụng. Và tất nhiên, nhân viên Dohiko sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng những vấn đề khó khăn khi khách hàng gặp phải trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty, hãy liên hệ ngay với Dohiko để được tư vấn miễn phí nhé. Dohiko, đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.